Nếu mà các bạn không hiểu, it's okay. Cứ nghe đi nghe lại và các bạn cố gắng hỏi thêm FPOC, hỏi thêm cô HK về những cái vấn đề này thì sẽ được giải thích rõ ràng hơn cho các bạn. Còn sau cái khóa luyện âm, Hà Cát sẽ tiếp tục vào để mà giúp cho các bạn bắt đầu chúng ta tập đọc và chúng ta bắt đầu với những bạn mới học Anh văn thì đây là cái bước đầu tiên, là tại vì các bạn sẽ đã học qua khóa luyện âm rồi thì các bạn sẽ thắc mắc là khi nào chúng tôi mới được lên và bắt đầu thực hành. Có học thì phải có hành, thì khi đó là khi mà Hà Cát sẽ đưa bài lên và từng bài bài một Hà Cát sẽ đưa lên và nó các bạn sẽ thấy nó giống như là những cái building steps, những cái nấc thang để mà đưa bạn lên. Có thể ngày 1, ngày 2 bạn không có hiểu cái bài lắm, nhưng mà tới ngày 3, ngày 4 là từ từ tiếp tục tuần thứ hai, thứ ba thì các bạn sẽ từ từ nắm vững được, và trong những cái bài đó là những cái phần luyện âm ở sờ song song với cái phần comprehension, là cái phần mà chúng ta vừa đọc tới đâu và chúng ta sẽ vừa hiểu tới đó. Có rất là nhiều các bạn khi mà các bạn tập đọc đó, các bạn không để ý tới cái vấn đề level của mình. Có nghĩa là các bạn thấy bài nào các bạn cũng đưa tay lên cho các bạn đọc. Và các bạn nếu gặp cái trường hợp mà các bạn đọc tới chữ thứ 10 mà các bạn đã thấy là ở trong đó có hơn 3 chữ mà các bạn đã không hiểu rồi thì có nghĩa là cái level đó quá cao. Các bạn đọc tới 20 chữ mà trong đó các bạn thấy hầu như là mình đọc tới chữ nào mình cũng khựng lại, khựng lại, khựng lại. Không có nghĩa là các bạn không đọc được, nhưng mà nếu chúng ta khựng lại đó có nghĩa là chúng ta chưa có nắm vững cái phần lưu loát fluency. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta học tiếng Anh, chúng ta bắt buộc phải building up những cái vấn đề này các bạn ha, comprehension and fluency. Cho nên khi mà các bạn học tiếng Anh đừng có nghĩ rằng tôi đọc được, những cái chữ nào tôi không biết thì tôi tra từ điển. Bạn cái vấn đề đó bạn hơi đi đi trước rồi đó. Thành ra khi mà đọc những cái level cao quá, nó sẽ không giúp cho tiếng Anh của bạn. Bạn sẽ không nhớ được cái phần vocabulary. Bởi vậy cho nên phải chọn cái level nào đúng cái level của mình, và các bạn sẽ bắt đầu từ cái level đó để mà bước lên. Alright, chúng ta tiếp tục cái phần cuối của phần số 4. Trong cái phần ending sound, các bạn đã thấy tuần trước chúng ta nói về ending sound be, nói xong rồi phải không các bạn? Có nghĩa là tất cả mọi cái ending sound các bạn nhớ chúng ta phải làm gì? Đúng rồi, chúng ta phải reduce, okay? Bạn vào trong đây là Tomato. Hà Cát có đưa link bài học rồi đó. Bạn vào trong đó, bạn sẽ thấy tất cả mọi tài liệu và những cái bài audio của những cái bài trước. Vì vậy cho nên bạn chịu khó bỏ ra, tại những bài đó nó cũng hơi dài đó. Bạn chịu khó bỏ ra thời giờ và coi cái thác sát ở trong đó thì bạn sẽ hiểu được nha. Những bạn nào mà mới bắt đầu tham gia đó, đây là cái link. Các bạn có thể vào trong đây và có tất cả những cái tài liệu mà các bạn cần cho những cái bài của đầu khóa. Yeah, Miro trả lời rất là đúng. Các ending sound chúng ta bắt buộc phải reduce các bạn ha. Cho nên âm B ở phía sau chúng ta đã nói qua rồi, âm B ở phía trước đọc như thế nào và âm B phía sau đọc như thế nào. Và chúng ta đã nói tới những cái chữ như là lap and rip của tuần trước. Tới âm D chúng ta cũng sẽ giống như vậy, chúng ta sẽ có những cái chữ giống như là God, chúng ta cũng đã nói tới tuần trước. Và Hà Cát có nhắc tới cái phrase là Oh my God. Những bạn nào mà muốn nói đó thì làm ơn nói cho đúng. Và đừng có đọc là Oh my God. Như vậy thì chúng ta đang nói cái chữ God là cái chữ GOT. Và tuần trước Hà Cát cũng đã nói về cái vấn đề the length of the vowel. Âm F ở phía sau các bạn sẽ gặp thấy những cái chữ như là if, of, sniff, puff and huff, đại khái như vậy. Thì không mở được ha. Các bạn copy rồi bỏ vào trong cái Internet Explorer của mình đó. Copy cái link thì phải lập tài khoản thôi. Nó là free mà. Nó là miễn phí mà, thì lập tài khoản đâu có gì đâu, nó chỉ có khoảng chừng 30 giây thôi. Ok.
Mà các bạn chỉ cách lệnh đó thôi, rồi chừng nào mà các bạn có giờ các bạn vào trong đó rồi tạo cái tài khoản ấy, chỉ có vậy thôi. Không có bà bạn hack các check rồi, hack các giờ cho nó check nha, không có. Ok, tiếp tục nha. Ok, cái app ở phía sau, các bạn nhớ nha, là Hà Cát có nhắc với các bạn một lần rồi, là khi app ở phía sau đó, thì các bạn cố gắng là để cái môi dưới của mình, nó chạm vào cái hàm răng trên của mình. Và đây là một cái âm mà các bạn phải thổi hơi ra, ví dụ như là if. Ok, và những cái chữ như là off. Nếu mà các bạn thường thường đó gặp phải cái vấn đề là các bạn không đọc được cái âm này, tại vì trong tiếng Việt Nam chúng ta chỉ có âm p ở phía sau thôi, các bạn còn nghe không? Thanh engineer nói là không còn nghe gì hết. Dạ nghe. Ok rồi. Thường thường ở trong tiếng Việt Nam chúng ta là có âm p và không có âm F. Vậy vậy cho nên khi mà các bạn đọc những cái trường hợp này đó, thì có một số các bạn sẽ đọc cái chữ F thành ra cái chữ F, và điều này họ có viết rõ ràng ở trong đây là sai. Bởi vậy cho nên chỉ một số thôi, hoặc các nói không phải tất cả mọi người, nhưng mà chỉ một số các bạn gặp phải vấn đề này. Thì những bạn nào mà gặp phải cái vấn đề này đó, thì họ có chỉ cho các bạn một cái cách này, các bạn sẽ có thể tự mình sẽ sửa được cho mình. Ok, khi mà gặp âm F ở phía sau mà các bạn đọc không có ra, mà các bạn đổi sang âm âm P của Việt Nam mình đó, thì các bạn hãy đọc cái chữ này cho Hà Cát nè, áp phe, đọc tiếng của Việt Nam mình đó, áp phe. Thì khi mà bạn đọc cái chữ áp phe, bạn thấy thấy tự dưng khi mà mình đọc tới cái chữ áp, trước khi mà mình phát ra cái chữ phe, trước khi phát ra chữ phe, thì tự dưng bạn sẽ thấy là cái môi của mình đó, nó chạm vào cái môi dưới của mình, sẽ chạm vào cái răng trên của mình. Cái vấn đề này là tại vì không phải hết nghe, mà tại Hà Cát đợi cho các bạn chú tâm vào bài học đó, là tại vì Hà Cát nói nhưng mà các bạn không chú tâm, thành ra Hà Cát không muốn cái lớp nó bị lỗi như vậy. Ok, chú tâm vào bài học các bạn ha, tại vì nếu mà các bạn không chú tâm vào đó, Hà Cát cứ thấy các bạn hỏi đi hỏi lại, lần nào cũng vậy, hỏi những cái vấn đề mà Hà Cát cố gắng giải thích cho các bạn để các bạn hiểu, nhưng mà các bạn không có chịu chú tâm vào, thành ra cứ cứ bị lạc hoài ha. Ok. Những bạn nào có vấn đề khi mà nói về âm F, các bạn hãy nói cái chữ, I'm sorry, cái chữ F, F, các bạn ha, cái chữ này, đúng nè. Ok. Và khi mà các bạn nói cái chữ F, thì tự động cái miệng của mình, cái hàm răng trên sẽ cắm vào cái môi dưới. Và như vậy các bạn sẽ để ý là mình đã phát ra được cái âm F nằm ở phía sau. Và các bạn cứ luyện tập như vậy, thì các bạn sẽ nói ra được những cái chữ như là if, hay là sniff, hay là huff, đại khái những chữ như thế này, thì các bạn sẽ thấy âm F nó không còn là vấn đề nữa ở trong những cái âm khi nó nằm ở phía sau. Âm G là âm G, khi mà nói tới âm G là chúng ta sẽ nói tới hot G sound, đó là âm G ở trong tiếng Anh. Các bạn đừng lẫn lộn hot G sound và soft G sound, các bạn ha, đó là hai âm khác nhau. Âm hot G sound nó là âm G, giống như con gà vậy đó. Thì các bạn sẽ nghe được những cái chữ như là dog.
Cái đó không phải là âm à, bạn ha, tại vì khi mà nói chúng ta nói về âm đó thì bạn phải nói rõ ràng ra là âm nào chứ à, nếu mà chúng ta chỉ viết chữ thì cái chữ nó không phải là cái âm. Có cái sự khác biệt giữa phoneme và grapheme. Đấy. Phoneme có nghĩa là những cái âm, những cái sound đó, còn grapheme có những là có là words. Và hồi đầu đó là các đã nói với các bạn rồi, các bạn nhìn chữ đó, cái chữ đó là chữ, còn cái sound nó là sound, cái âm thanh nó khác với cái chữ. Thành ra khi mà bạn đưa lên, bạn nói âm này có giống âm kia không thì chúng ta phải đưa âm lên chứ, nếu mà bạn đưa như vậy thì nó không phải là âm. Hay các biết khi mà bạn đưa như vậy đó có nghĩa là bạn muốn nói về âm F, nhưng mà bạn đưa như vậy thì nó không phải là âm. Ok. Vậy, anyway, trở lại, trong cái vấn đề khi mà chúng ta nói tới âm G, thì các bạn nhớ khi mà đọc cái G đó, các bạn đọc nhẹ thôi, ở trong cổ họng của mình thôi, và đừng có phát ra quá mạnh, chẳng hạn như cái chữ như là log, các bạn đừng có log, thì cái âm G đó nó sẽ là trở thành ra là cái beginning sound, và như vậy các bạn sẽ thấy nó quá mạnh. Những cái âm mà ending sound chúng ta nhắc đi nhắc lại là những cái âm đã bị reduce rồi, cho nên khi mà các bạn đọc, các bạn sẽ đọc nó rất là nhẹ nhàng, bird. Ok, hoặc là những cái chữ như là dog hồi nãy chúng ta có nói tới. Và các khi mà các bạn nói những cái chữ như thế này thì các bạn sẽ thấy ngay cái sự khác biệt khi mà chúng ta đọc những cái chữ đó với cái ending sound. Dù là các bạn đọc nhẹ thôi, dog, dog, thì người ta vẫn nghe và người ta hiểu được là các bạn dùng cái âm nào ở phía sau. Cho nên không có cái sự hiểu lầm khi mà các bạn nói, khi nói lẹ cũng được. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là lần trước là các có nói về cái vấn đề nếu chúng ta kéo dài cái nguyên âm ra thì người ta nghe tự nhiên người ta sẽ biết là chúng ta đang nói về cái chữ nào. Đấy. Chúng ta sẽ nói thêm về cái phần này khi mà các bạn bắt đầu tập đọc. Âm G qua được chưa các bạn? Âm G qua được chưa? Ok. Âm tiếp theo chúng ta có là âm J. Âm này là âm J các bạn ha. Nếu mà đứng ở đầu thì Hạ Cát có nói với các bạn rồi, các bạn coi lại những video cũ thì các bạn sẽ biết là chúng ta sẽ phát như thế nào. Âm J ở phía sau. Cho Hạ Cát hỏi âm J, âm J này đó, nó là âm voiced hay là voiceless? Ending sound các bạn, ending sound. Nó là âm voiced, ok? Bởi vậy cho nên khi mà những cái chữ mà có âm voiced mà là ending sound đó, các bạn sẽ đọc ngắn hay là các bạn sẽ kéo dài? Ok. Trong cái trường hợp này các bạn sẽ thấy age. Và khi mà các bạn nghe Hà Cát phát cái âm J ở phía sau đó, Hà Cát phát rất là nhẹ, là tại vì nó bị reduce rồi. Thành ra các bạn sẽ nghe nó rất là gần giống như là âm CH mà chúng ta có nói tới. Ok, cho nên khi mà các bạn đọc hai cái chữ này, right. H, letter H. Ok, các bạn chúng ta đã học qua cái alphabet rồi, cho nên chúng ta đã biết đọc H như thế nào. Nó cũng là âm long A. Cả hai đều có âm long A ở trong đó. Và một cái á, là chúng ta sẽ có âm J ở phía sau và một cái chúng ta sẽ có âm CH ở phía sau. Thì khi mà các bạn, nếu mà thắc mắc âm CH là gì hay là voiceless hay là không voiceless, các bạn sẽ viết cái chữ gì ở trong đây? That's right. Ok, một số các bạn đã có nghe qua các bài lần trước và các bạn đã rất là nhớ bài. Thì các bạn sẽ thấy ở trong đây có cái âm CH thì chúng ta sẽ biết ACH ở trong này là voiceless. Và voiceless nó sẽ làm cho cái nguyên âm của cái letter H nó sẽ ngắn. Cho nên khi các bạn đọc hai cái chữ này, nhất định các bạn chính các bạn phải có sự phân biệt được là khi mình đọc age và mình đọc H. Tuy rằng cái phía sau các bạn nghe, ủa sao nó giống gần nhau như vậy? Tại sao có hai âm đều giống như là âm CH? Các bạn nhớ reduce đi rồi thì nó rất là gần nhau. Và người ta sẽ không có thắc mắc, nhưng mà người ta sẽ thắc mắc là bạn đọc là H hay là H. Các bạn có kéo dài hay là không thì người ta nghe người ta sẽ hiểu. Right. Chứ không ai đọc là age, không ai đọc như vậy hết. Nghe nghe cái âm nó quá mạnh đi.
Rồi, âm tiếp theo chúng ta có là âm k. Âm k. Right. Ở phía đầu chúng ta đã có là aspiration. Các bạn còn nhớ aspiration là gì không? Đúng rồi, bật hơi ra, a puff of air. A puff of air. Okay. Và trong tiếng Anh có ba âm chúng ta bắt buộc phải có aspiration, PTK, that's right. Khi mà các bạn đọc, nhớ khi mà âm K nằm ở phía sau, chúng ta sẽ không còn vấn đề đó nữa, mà cái âm K nó nhẹ đi. Cho nên khi các bạn đọc những cái chữ như thế này, lock, chứ không phải là lock, các bạn thấy có nghe được cái sự khác biệt không? Nếu chúng ta đọc king, nhất định chúng ta phải có cái khờ đó, cái âm âm k rất là mạnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc lock, chúng ta sẽ không có cái vấn đề đó. Và khi các bạn đọc ha, hoặc các nhắc cái điều này trước thôi, các nhắc cái điều này trước, chúng ta sẽ tới cái phần tập đọc và các bạn sẽ thấy. Nhưng mà các nhắc trước cho các bạn, trong tiếng Anh cái chữ đó các bạn đừng có lẫn lộn sang tiếng Việt của chúng ta. Ở trong tiếng Anh CK nó cho chúng ta một âm thôi, đó là âm k. Bởi vậy cho nên tuy rằng các bạn nhìn thấy cái chữ là LOCK, nhưng mà cái cách phiên âm của nó sẽ là L shut L and k. Đấy. Thì khi chúng ta đọc đó, phần nhiều hoặc các gặp phải cái vấn đề các bạn Việt Nam hay đọc như thế này. Lóc. Tại sao các bạn đọc là lóc? Là tại vì các bạn theo cái âm của Việt Nam, khi mà chúng ta có chữ O và chữ C đó, cái miệng chúng ta ngậm lại. Giống như là cái ốc, thì các bạn hoặc là con ốc, các bạn sẽ thấy cái miệng của chúng ta ngậm lại. Đây là cái vấn đề ở trong tiếng Việt. Chúng ta sẽ thấy là không phải là bất cứ khi nào chúng ta có chữ C ở phía sau, chúng ta cũng đóng miệng. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có vấn đề như là cái chữ ác hay là cái chữ út. Các bạn sẽ thấy cái cách mở miệng và đóng miệng của chúng ta, tuy rằng nó vẫn là cái chữ C ở phía sau, thì khi mà gặp cái chữ ớ xị, chữ ốc như thế này, thì tự dưng có trong đầu của mình đó các bạn, là người Việt Nam. Các bạn sẽ tự động thôi là ngậm cái miệng của mình lại. Bởi vậy cho nên rất rất là nhiều lần các bạn đọc những cái chữ này thì các bạn ngậm miệng, lock hay là rock, okay. Lock the door. Các bạn gặp một số người ở bên Mỹ đó, họ cũng hay gặp cái trường hợp này là lock the door, okay. Tại vì họ quen theo cái cách đọc đó và nhiều khi không ai sửa, thành ra họ cứ lock người ta đọc. Nhưng mà chúng ta đã biết âm CK ở trong này chỉ có một âm duy nhất, đó là âm k. Bởi vậy cho nên khi các bạn đọc thì các bạn sẽ đọc là lock. Các bạn sẽ thấy cái miệng của mình mở chứ cái miệng của mình không có đóng. Lock. Coi cái âm o rồi phía sau nó là âm k. Ock. Lock. Ok, nhớ điều đó nha. Những bạn nào mà hay lock đó, từ trước tới bây giờ hay đọc là lock, thì các bạn hãy bỏ cái thói quen đó đi và bắt đầu sửa lại tất cả những cái chữ đó, cho chúng ta sẽ đọc là lock. Hey, chúng ta sẽ có âm L nằm ở phía sau. Đây là một trong những cái vấn đề cho các đợi một chút nha. Đợi một chút các bạn.
Right, chúng ta trở lại bài học. Bạn nói về cái chữ lock phải không bạn? Có phải là nói về cái chữ lock không? Ok, cái chữ lock, bạn mở cái miệng của mình ra đọc cái âm A. Ok, âm A, A, A. Rồi trong cổ họng của mình phát có vậy thôi. A, A, A. Ok, mở cái miệng ra đọc âm A. A. Có vậy thôi. Đấy. Bây giờ tới cái vấn đề âm L. Âm L là cái âm khó nhất các bạn ha, cho phần đông phần đông các bạn ở Việt Nam. Là tại vì khi mà các bạn đọc âm L đó, các bạn cứ nghĩ rằng âm L ở phía sau nó sẽ giống âm L ở phía trước. Và từ cái sự hiểu lầm này đó, nó sẽ làm cho chúng ta khó gặp phải khó khăn khi mà chúng ta đọc âm L. Các bạn còn nhớ là khi mà âm L ở đầu đó, thì cái đầu lưỡi của chúng ta mềm. Chúng ta đưa cái đầu lưỡi cong lên, và chúng ta đọc la 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 la. Ví dụ như là trong những cái chữ như là ly, hoặc là lot, hay là lock, mà chúng ta vừa học cái chữ lock như vậy rồi. Thì chúng ta quen cái cách đọc đó và chúng ta không nghĩ rằng cái âm L nằm ở phía sau nó sẽ là một cái âm L khác. Khác, I'm sorry, nó hai thứ tiếng tùm lum hết. Ok, âm L ở phía sau nó sẽ là âm velarized L. Velarized L có nghĩa là cái âm chúng ta phát ra từ trong cổ họng, chứ không phải là chúng ta phát ra từ cái đầu là. Okay, cho nên khi mà chúng ta phát ra hiểu được cái điều đó thì các bạn sẽ đọc âm L nó dễ dàng hơn. Trường hợp các bạn sẽ có những cái chữ như là ill. Thì khi mà các bạn đọc cái chữ ill, âm L nằm ở phía sau đó, các bạn sẽ thấy mình đưa đầu lưỡi lên ill, đặt ngay vào chỗ cái chân răng của cái hàm trên đó, và mình ngưng lại ở đó, không có uốn cong lưỡi các bạn nha, không có uốn cong lưỡi, chỉ có đặt ở đó, và cái âm O nó sẽ phát ra từ trong cổ họng của mình. Nghe kỹ. Ill. Ill. Hoặc các không có cho cái lưỡi xuống, cũng không uốn cong cái lưỡi. Nếu các bạn uốn cong cái lưỡi, nó sẽ ra là L. L. Ok. Nếu các bạn cho cái lưỡi xuống, nó sẽ là L. L. Đấy. Chúng ta đều không làm hai cái điều đó. Chúng ta chỉ có cho cái đầu lưỡi lên, chạm vào cái chân răng, cái hàm răng ở phía trên. Cái âm L phát ra từ trong cổ họng. L. Có một số các bạn hay hỏi Hà Cát, những cái chữ này có phải là O hay không? Mình có thể đọc là Q O hay là Smile O cho nó tiện hay không? Thì nếu mà các bạn nghĩ thử coi, nếu mà mình đọc Q O hoặc là Smile O, thì bây giờ các bạn hãy nghĩ tới cái chữ O đó. Cái chữ O này đó, đọc thử đi, trong tiếng Việt O, thì cái đầu lưỡi của bạn để ở đâu? Đọc một cái chữ bình thường, chữ O ở trong Việt Nam thôi, cái đầu lưỡi của mình sẽ để ở đâu? Đúng rồi, chúng ta để ở dưới, chúng ta để chạm vào cái hàm răng ở phía dưới. Ok, bởi vậy cho nên khi mà các bạn đã thấy đó là một cái sự đã bị sai rồi. Ok, thứ nhất là âm L bắt buộc cái đầu lưỡi phải đưa lên. Ok, cho nên khi mà các bạn đọc chữ O của Việt Nam mình đó, thì khi mà các bạn gặp phải những cái chữ như thế này, smiling hay là killing, thì các bạn sẽ đọc như thế nào? Nếu mà chúng ta đọc là O thì nó là smiling mà không L được, hoặc là killing mà các bạn cũng không đọc ra là lịch được. Các bạn thấy sự sai lầm không? Cho nên nếu mà các bạn đọc âm O và cái đầu lưỡi của chúng ta đã để sai chỗ rồi, thì nếu mà chúng ta cộng những cái âm ở phía sau vào, chúng ta sẽ không có đọc lên được. Bởi vậy cho nên người nào mà nói với các bạn mà đọc những cái âm L ở phía sau mà đọc chữ O đó, thì các bạn sẽ thấy ngay là các bạn sai cái vấn đề này. Có nghĩa là các bạn sẽ gặp phải vấn đề là các bạn sẽ không cộng thêm âm cho những cái chữ đó được. Hà Cát nói vậy các bạn hiểu không?
Đấy, cho nên cái chữ killing thì bắt buộc khi chúng ta đọc kill, cái đầu lưỡi chúng ta phải đưa lên thì chúng ta mới đọc ing nó ra cái chữ ling được. Còn nếu không kill, kill thì chúng ta sẽ không có đọc ra cái chữ ling được. Đấy, cho nên học thì cố gắng học cho đúng cách. Khi mà đọc âm L, Hà Cát nhắc lại một lần nữa. Ok, các bạn coi lại những cái bài mà Hà Cát sẽ đưa lên cho các bạn tập đọc khi mà chúng ta sẽ bắt đầu đó. Thì nhớ cái phần này là cái âm L, cái đầu lưỡi đưa lên, nhưng mà cái cổ họng của mình phát ra âm O. Alright, trong những cái chữ như là will, giờ chúng ta có nhiều những cái chữ như vậy lắm các bạn ha. Và các bạn sẽ Will. thấy đúng rồi tất cả những cái đó. Nhưng Will. mà chúng ta có nguyên âm, even nguyên âm R phía sau cũng vậy. World, cái chữ mà các bạn đã hay đọc mà khó khăn nhất đó là world. Thì nếu mà chúng ta hiểu được cái âm L ở trong này đặt cái vào cái vị trí nào thì ở phía sau chúng ta vẫn có thể đọc được âm D. Còn nếu mà các bạn mà không hiểu được cái vấn đề này thì các bạn sẽ rất khó để mà đọc đọc ra những cái chữ khó như vậy. Tiếp theo chúng ta có âm M. M, ok. Các bạn nhớ cái M, các bạn sẽ ngậm miệng lại bình thường thôi, nhưng mà thường thường trong tiếng Anh nó hay đưa lên mũi. Ví dụ như các bạn đọc những cái chữ như là mom, hay là name, hoặc là num, thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ đưa lên mũi của mình. Chưa hiểu thì vào trong đó nghe lại bạn hát thì bạn sẽ hiểu. Hoặc cả biết là các bạn có bạn nào đó đang là thu cái audio của cái bài này thì sau lớp đó bạn có sẽ nghe. Tại vì nếu Hoặc cách lặp lại thì cũng chỉ có lặp lại như vậy thôi. Thì bạn chịu khó nha. Vào trong đây sau cái lớp đó, một ngày hai ngày các bạn sẽ thấy cái link của cái bài audio đó và các bạn có thể nghe lại. Tại vì nếu Hoặc cách cứ lặp lại ở đây hoài thì Hoặc cách cũng chỉ nói như vậy thôi. Cho nên có nhiều người khi mà nghe đó, nghe một lần thì hiểu, nhưng mà có nhiều bạn và Hà Cát không nói là tại vì mình chậm đâu các bạn đừng có nghĩ rằng ồ nếu mình nghe lại có nghĩa là mình chậm hơn người khác, các bạn đừng đừng có nghĩ như vậy nha. Tại vì đôi khi có những cái điều nó quá mới lạ và nó phải có một thời gian lâu nó mới nhập cái tâm của mình được và mình mới hiểu được. Hai sư sư. Cho nên khi mà các bạn đúng rồi lâu nó mới ngấm vào được. Cho nên có những bạn Hà Cát nói đó đã nghe cái khóa luyện âm 4 5 lần rồi mà vẫn còn thắc mắc, vẫn còn muốn vào và hỏi. Cho nên các bạn mới nghe lần đầu thôi, Hà Cát khuyên là các bạn nên nghe lại những cái audio, nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại các bạn ha, và một lúc nào đó các bạn sẽ có cái aha moment. Có nghĩa là aha, now I understand. Bây giờ tôi hiểu rồi. Ok, cho nên các bạn đừng có cố gắng quá để mà hiểu hết những cái này. Hà Cát nói rằng đây là một cái overview, có nghĩa là Hà Cát đi sẽ qua tất cả những cái vấn đề trong cái khóa phonology. Cho nên khi mà các bạn nghe đó chưa hiểu hết, đó là cái vấn đề bình thường thôi, đừng có lo nha. Alright, so cái âm M chúng ta biết là đây là một trong những cái âm mà gọi là nasal sound. Nó có cái nasal sound là khi mà chúng ta ngậm cái miệng lại đó, nó sẽ đưa lên mũi của mình. Tiếp theo chúng ta có âm N. Ở trong đây nè, Bích Lê, hay các máy hoài, hay các bạn vào trong đây các bạn sẽ thấy có hết ở trong này nè, Bích Lê. Ok, và bạn nào mà chưa có đó, các bạn vào trong cái link đó, đó là cái diễn đàn của VDSL. Các bạn vào trong đó, các bạn tạo một cái tài khoản thì các bạn sẽ thấy tất cả những cái bài mà Hà Cát nói về, có tài liệu ở trong đó để các bạn vừa nghe cho các bạn vừa coi cái phần tài liệu luôn. Alright, cho nên các bạn đừng có thắc mắc, hỏi hoài, it's right there. Cho nên khỏi cần, tại sao không mở được Bích Lê? Bạn đã tạo tài khoản chưa? Ok, chỉ có một cái vấn đề nhỏ thôi là tạo cái tài khoản đâu có khó đâu. Alright, rồi chúng ta tiếp tục nha. Ok, âm tiếp theo chúng ta sẽ có là âm N. Hà Cát nói rồi đó Thanh. Thanh cố gắng nghe lại đi. Nó ngậm miệng lại giống như trong tiếng Việt thôi. Và nó đưa cái âm lên mũi. Thì nó sẽ cũng giống như là cái âm N Hà Cát đang nói tới nè. Ok, âm N nó cũng là một cái âm mà chúng ta gọi là cái âm có cái sự đưa lên mũi. Nasal sound. Thì khi mà các bạn đọc âm N, chẳng hạn các bạn đọc sun, thì khi mà các bạn đưa cái đầu lưỡi lên đọc cái thì các bạn sẽ thấy tự động cái hơi nó ra cái mũi của mình. Nếu mà các bạn thắc mắc là ủa hơi ra mũi như thế nào thì các bạn bịt cái mũi lại, ta
thì các bạn sẽ không có nghe được cái hơi nó ra từ cái mũi của mình, là tại vì cái hơi mà từ trong phổi của mình đưa ra nó chỉ có hai nơi thôi mà là oral. Ok, bởi vậy cho nên khi mà các bạn nghe hai cái chỗ mà cái hơi nó phát ra đó, một là từ mũi và một là từ miệng, chỉ có vậy thôi. Phần nhiều tất cả các âm phát ra từ miệng, nhưng mà chỉ có ba âm là âm n, âm m và âm ng là phát ra từ mũi. Nếu mà chúng ta không các bạn thử để các bạn bịt cái mũi mình lại thì các bạn sẽ không có phát ra những cái âm đó được. Ok, tại vì bịt cái mũi ra hơi nó không có ra được. Cho nên làm cái đó thì bạn sẽ biết được cái âm nasal nó như thế nào. Rồi âm P, một trong những cái âm quan trọng, tại vì nó nằm ở trong PTK. Âm P khi mà nằm ở phía sau đó, các bạn chúng ta sẽ có cái trường hợp như thế này. Các bạn có quyền đọc cái âm đó ra, keep. Các bạn có quyền không cần đọc cái âm đó ra, keep. Có nghĩa mà mình ngậm cái miệng lại, bịt cái miệng lại, giống như chúng ta đọc cái trường hợp ở bên Việt Nam trước là các có đưa lên cái chữ tép, các bạn nhớ không? Không có ai đọc là tép, mà chúng ta đọc là tép, thì chúng ta ngưng hơi lại. Thì cái trường hợp này cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái chữ như là tap, chúng ta có những có cần đấy. Nếu mà Hà Cát đọc cái trường hợp như thế này, các bạn nghe nha, Hà Cát đọc là sip hoặc là Hà Cát đọc là sip, nó có thay đổi cái ý nghĩa hay không? Sip hoặc là sip nó có thay đổi hay không? Ok, nó không có thay đổi gì hết, cho nên chúng ta có quyền lựa chọn. Khi mà chúng ta có quyền lựa chọn đó thì người ta gọi là free variation. Có nghĩa là bạn muốn đọc cup cũng được, mà muốn đọc là cup cũng được. Có quyền lựa chọn. Đấy, cho nên cái vấn đề là nó không thay đổi cái nghĩa. Chúng ta có quyền lựa chọn muốn nói như thế nào cũng được, tùy các bạn. Các bạn thấy là cái nào dễ cho mình thì các bạn nói. Và cái điều này nó không có vấn đề là sai hay là không sai. Cho nên nếu mà các bạn gặp những cái trường hợp mà các bạn muốn nói rõ cái âm đó ra thì các bạn cứ nói, không có ai nói là các bạn nói sai hết, nhưng mà các bạn sẽ bị hơi hơi bị mệt. Ví dụ như tuần trước là các có đưa lên cái câu là I want a cup of coffee. Ok, hả, các có đưa cái câu này lên và các bạn sẽ thấy mình có quyền nói I want a cup of coffee, bạn có quyền nói như vậy, không ai cấm bạn hết, nhưng mà bạn sẽ thấy là tự mình sẽ mệt. Và nếu các bạn nói I want a cup of coffee thì các bạn sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn và nó chúng ta chỉ cần một hơi thở thôi có thể nói được hết cái câu này. Alright, chúng ta nói tới âm o. Âm o chúng ta đã nói rồi các bạn ha, trong những cái các vowel sounds cộng với o, Hà Cát nói qua rồi, thành ra Hà Cát sẽ không có nói nữa. Các chị nhắc với các bạn một điều là trong tiếng Anh khi mà chúng ta có những cái vowel đi cộng với o thì nó không có chia ra được. Ví dụ trường hợp các bạn có cái chữ ví dụ như là cái chữ car, ok, thì các bạn không thể nói là đây là letter K, đây là letter A và đây là letter R. Ok, nếu mà chữ thì đúng là chữ thì chúng ta sẽ có C and A and R. Ok, nhưng mà khi nói về âm thì chúng ta sẽ thấy âm k thì cộng với âm R. Ok, không có viết được. Come on. Không viết được. Không viết được. I'm sorry. Ok, computer hôm nay sao không viết được. Ok. Ok, trường hợp ông khác đấy, chẳng hạn như là âm air. Cái kiểu là các nó chứ không ra chứ. Ok, ví dụ như là trường hợp chúng ta có âm air, chẳng hạn chúng ta sẽ nói cái chữ care, ok, thì các bạn thấy sẽ thấy letters, ok, letter chúng ta sẽ có là C A R E, nhưng mà khi mà âm đó thì chúng ta sẽ thấy là âm k. Cậu cậu sẽ viết được. Ok, and care. Cho nên chúng ta sẽ không có chia ra là đây là âm 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 này. Và các bạn hay hỏi là âm này đọc như thế nào? You cannot do that. Các bạn không thể chia rẽ cái âm nó ra được, tại vì đây là một âm. Một cái nguyên âm, các bạn hiểu không? Cho nên khi mà nói tới âm air, chúng ta biết đây là một âm chứ không phải là hai âm riêng rẽ. Do you understand? Các bạn có hiểu không?
Ok, cho nên đừng có ai hỏi. Đúng rồi, đó là một cái ký hiệu cho một âm. Cảm ơn Mr. Pierre, bạn nói rất rất là đồng ý của Hà Cát. Ok, bởi vậy cho nên các bạn đừng có bao giờ tách rời ra và các bạn đem hỏi các instructor khác, thầy ơi âm này đọc như thế nào? Can't do that. Right? Tại vì đó là một cái ký hiệu mà bạn đưa ra làm đôi và chia nó ra làm đôi thì không đúng. Ok, cho nên cái âm đó, cái ký hiệu đó nó là như thế này thì bắt buộc chúng ta phải giữ nó together. Alright, qua cái phần âm O rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới âm S. Âm S khi nằm ở phía sau, các bạn nhớ là chúng ta phải có cái sự thổi hơi ra, những cái âm như thế này người ta gọi là continuant. Continuant có nghĩa là chúng ta không có thể nhát gừng được. Ok, những cái âm mà stop sound chẳng hạn như âm P khi nãy đó, chẳng các bạn có thể nói là stop, ngưng hơi lại được. Còn những cái âm mà continuant chúng ta sẽ có chẳng hạn như là âm F hay là âm âm V hay là âm S, sẽ có những cái âm như thế này, nó sẽ còn nữa. Nhưng mà các không muốn nói nhiều về cái vấn đề chờ cho tới khi mà chúng ta nói hết về các digraph. Thì khi các bạn gặp cái trường hợp có âm S thì các bạn nhớ cho nó hơi nó ra. Chẳng hạn các bạn nói những cái chữ như là class hoặc là kiss hay là less, mà các bạn đừng có ngưng hơi lại là class, kiss, less. Nếu mà các bạn ngưng hơi lại như vậy thì cái âm nó chưa có đúng. Cho nên luyện tập cái âm này thì các bạn cứ tập như vậy nè. Ok, đọc cái chữ đó ra và cho nó khoảng 3 giây. Đó là những bạn gặp gặp khó khăn về cái vấn đề này thôi. Còn những bạn khác khi mà không gặp khó khăn thì bạn khỏi cần luyện tập cách đó. Nhưng mà những bạn nào mà gặp khó khăn khi mà luyện tập cái âm này thì các bạn nhớ mình đọc những cái chữ này và mình cố gắng cho cái hơi nó tiếp tục đi ra. Less, kiss, thì các bạn sẽ đọc được. Tất cả những cái điều này đều cần phải sự luyện tập hết các bạn ha. Alright, âm tiếp theo chúng ta có là âm T. Phát âm S thôi nhỏ hả cô? Hả có không biết thổi nhỏ hả? Ý bạn nói là thổi nhỏ phải không? Không đọc cho nên mình mới phải luyện tập bạn. Ok. Dạ đúng rồi, nó cho ra có vậy thôi Huy. Cái là bạn có chưa cho cái hơi ra đó. Chỉ có vậy thôi. Nhớ là hai cái hàm răng của mình sát vào với nhau và thổi cái hơi ra. Ok. Nhưng mà nhẹ thôi. Alright. Rồi chúng ta có âm T tiếp theo các bạn ha. Âm T, đây là một trong những cái trường hợp như hồi nãy Hà có nói PTK. Trường hợp này cũng vậy. Ví dụ như các bạn nói cái chữ cat thì các bạn sẽ có cái free variation là cái sự lựa chọn muốn đọc cat hoặc là các bạn đọc cat đều được hết. Các bạn hãy nghĩ tới cái chữ mid ở trong Việt Nam nếu mà các bạn không hiểu cái điều Hà Cát đang nói. Khi mà chúng ta nói cái chữ mid ở Việt Nam đó, nói đúng theo giọng của người miền Bắc đó chứ không phải là nói giọng của người miền Nam. Người miền Nam sẽ đọc là mid và như vậy thì không có đúng âm. Thì chúng ta sẽ nói tới cái chữ mid. Thì khi mà các bạn đưa cái đầu lưỡi lên thì các bạn sẽ thấy cái hơi của mình ngưng lại và đó là cái âm T, người ta gọi là unreleased. Chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề released và unreleased. Ok, Hà Cát có nói với các bạn từ từ, chúng ta sẽ đi qua hết tất cả những cái điều mà Hà Cát hay nói trong trong lớp. Thì khi mà các bạn released cái sound, các bạn release cái sound nó ra đó, có nghĩa là các bạn cho cái hơi nó ra, thì trường hợp các bạn đọc cái chữ cat, đó là các bạn release cái sound của mình, cat. Ok, còn nếu mà các bạn unreleased, có nghĩa là các bạn khi mà dùng unreleased sound đó, có nghĩa là các bạn ngưng cái hơi lại, cat. Trường hợp chúng ta có khi nãy là thì chúng ta có cái chữ là hope, ok, hoặc là chữ hop, hoặc là cái chữ đưa hoặc các đưa cái chữ mà chúng ta đã nói qua rồi. Ok, tap thì các bạn nói là tap cũng được, hoặc là tap, I'm sorry, tap cũng được, hay là tap cũng được, đồng cùng cái vowel lệnh các bạn ha. Hồi nãy các nói hơi sai, đổi qua cái chữ tap.
Vậy. Nhưng mà khi mà các bạn dùng released hay là unreleased ở hai cái chữ đó, các bạn có hiểu hả? Có nói không? Tại hả có hơi dỗi một chút, thành ra hả có nói hơi lẫn lộn. Các bạn hiểu khi mà hả có nói không? Chẳng hạn như chúng ta nói hat, và các bạn nói hat, nó đều giống như nhau hết, và chúng ta có cái sự lựa chọn là free variation. Ok, chúng ta có cái sự lựa chọn. Tại vì sao? Khi nào chúng ta có free variation? Khi nào chúng ta có sự lựa chọn, và cái điều này rất rất là quan trọng để các bạn có thể hiểu được. Khi nào chúng ta được quyền dùng free variation? Khi nào chúng ta được quyền dùng free variation? Đúng rồi, chỉ có Mr. Pin là để ý nghe hả các nói hả. Khi mà chúng ta đọc mà không có thay đổi nghĩa thì khi đó chúng ta có quyền dùng variation. Các bạn có thể dùng cái chữ hot, âm p, các bạn p cũng được mà không p cũng được. Các bạn đọc hot hoặc là hot, ngậm cái miệng lại. Đó là free variation, có nghĩa là chúng ta có quyền lựa chọn là chúng ta muốn p hay là không p. Đấy. Những bạn nào mà muốn hỏi âm T ở đầu từ như thế nào đó, Hà Cát mời bạn coi lại những cái bài cũ. Tại vì Hà Cát đã qua hết những cái phần đó xong rồi. Thì bây giờ các bạn tự vào trong trong đây và các bạn tự ôn bài lại nhé. Đấy. Âm tiếp theo chúng ta có âm V. Đấy. Âm V các bạn nhớ khi mà chúng ta là cái âm F khi nãy đó các bạn. Ok, âm F khi nãy đó. Có nghĩa là các bạn sẽ cho cái hàm răng trên cắn vào cái môi dưới của mình. Ok. Nhưng mà ở trong này làm sao mà chúng ta biết được khi nào chúng ta đọc âm F và khi nào chúng ta đọc âm V? Trường hợp các bạn có hai chữ have and have. 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 Thì làm sao biết được là cái người đó họ đọc âm F hay là âm V ở phía sau các bạn? Các bạn nghe cái gì? Ok, chữ nào kéo dài, chữ nào đọc ngắn? Have, have. Không phải có tội hơi, bạn hơi sai cái chỗ đó ha. Đúng rồi. Các bạn sẽ thấy hai cái chữ đó đọc, các bạn sẽ thấy ngay là cái chữ have nó sẽ kéo dài hơn một chút xíu. Còn it's one and a half, chứ không ai nói one and a half, ok? Thì các bạn sẽ thấy cái chữ half ở đây nó rất là mau, one and a half, chứ không ai nói là one and a half. One and a half là các bạn nói sai, tại khi đó các bạn đang nói cái chữ have. I have two brothers. Thì các bạn nói cái chữ have nè, đúng. I have two brothers thì các bạn đang nói sai. Đấy. Cho nên tuy rằng chúng ta nói nhanh hay là nói chậm, cái vấn đề mà the line of the vowel nó bắt buộc phải áp dụng các bạn ha. Bắt buộc phải áp dụng. Alright, âm cuối cùng chúng ta sẽ nói tới là âm gì? Okay, âm G cũng vậy. Âm G khi mà các bạn phát ra đó nó rất là giống cái âm S. Các bạn ha, nó rất là giống cái âm S. Như các bạn đọc buzz, buzz, các bạn sẽ thấy buzz. Và các bạn sẽ thấy ủa, Hà Cát đọc âm S âm G. Nhưng mà làm sao các bạn biết được là Hà Cát đọc âm S hay là âm G? Buzz. Đúng rồi, cái độ dài hay ngắn. Ok, buzz. But các bạn thấy sự khác biệt không? Thấy rõ ràng không? Ok. Cho nên cái vấn đề này hả các nói các bạn sẽ thấy nó áp dụng cho tất cả mọi cái hầu như là tất cả mọi cái chữ mà các bạn hay thấy. Rồi chúng ta nói qua hết cái phần đó rồi các bạn ha, chúng ta sẽ bước qua cái phần. Số 5. Ok, đi cho lẹ nha. Phần số 5 khi mà các bạn thấy đó, Hà Cát đưa lên rất là nhiều cái vấn đề ở ngay ở phía trên đầu đó. Ok, buzz, buzz. Ok, chúng ta đã nói về voiced and voiceless. Ok. Các bạn còn nhớ voice and voiceless hay không?
Ok, trong tiếng Anh có bao nhiêu âm voiceless? Sai rồi. Sai rồi. Có tất cả là 8 âm voiceless. Ok. Chúng ta có bao nhiêu âm voiced? Ok, tất cả những âm còn lại. Ok. Alright. Bây giờ Hà có hỏi các bạn, Lucky 7 là gì? Lucky 7 là gì các bạn? 7 âm voiceless ở đâu? Chúng ta đi ra ngoài tìm Lucky 7 có hay là không? Đúng rồi, cảm ơn bà rất là nhiều. Tại vì nếu các không nhấn mạnh điều này thì các bạn sẽ đi hỏi các thầy hoặc là các cô của các bạn và nói là tại sao thầy không dạy em về Lucky 7? Thì ông thầy sẽ nói là cái người nào đó nói cái đó là nói xạo. Cái đó tất cả là 8 âm voice, là tại sao lại nói là 7 và tại sao lại nói là Lucky 7? Từ đâu ra những cái vấn đề đó? Thành ra Hà Cát phải nhắc đi với, nhắc lại với các bạn. Okay, những cái điều mà Hà Cát nói ở trong đây để giúp cho các bạn đó, đó là một cái những cái mẹo thôi để giúp cho các bạn nhớ cho mau thôi. Đừng có đi ra rồi rồi mất công tạo thành ra những cái điều nói là ý sao dạy sai các bạn ha. Alright. Rồi ta lấy cái ta vào, ok, khi nào chúng ta quyết định, chúng ta biết được là khi nào cái nguyên âm đọc ngắn. Nguyên âm đọc ngắn. Tôi vừa có thấy SSK trả lời mau không? Khi gặp Lucky 7 đứng sau, thì chúng ta sẽ đọc ngắn, ok, khi nào chúng ta đọc dài. Các bạn thấy không, người thì trả lời là voiceless, người thì trả lời là voice. Thành ra cái vấn đề này Hà Cát nghĩ là vẫn còn bị lủng củng ở đây. Cho nên khi mà SSHK lên giúp đó, SSHK làm ơn đưa ra những cái chữ và bắt các bạn phải đọc và có cái sự phân biệt được hai cái điều đó. Reduced vowel sound, ok. Âm thanh hồi chưa nói tới vấn đề này, Hà Cát nói lộn, chứ Hà Cát nói hơi hơi đi sâu. Ví dụ như các bạn, những cái ending sound chúng ta bắt buộc phải như thế nào? Những cái ending sound chúng ta bắt buộc phải đọc nhẹ đi. Alright. Còn một điều ngày hôm nay chúng ta vừa nói tới, ok, free variation. Hà cảm ơn các bạn để ý cái vấn đề này nha. Ok, cho đừng có bắt đầu hỏi lại là ok khi nào thì được đọc free variation, khi nào không. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước sang cái phần initial and final digraph. Ok, điều cần thiết nhất Hà cảm muốn hỏi các bạn, digraph là gì? Để hỏi ai có thể trả lời được cái câu hỏi này. Digraph là gì các bạn? Chữ gì ghép ạ? Khi mà nói tới chữ ghép chúng ta nói nó quá rộng, too general. Để Hà Cát có thể lấy hai cái chữ nào đó Hà Cát ghép vào. Chữ nào? Hai cái Digraph. consonant ghép vào nhau. Ok, mới có một nửa hả? Mới có một nửa thôi. Step up đưa lên là step up đưa lên là có nghĩa là hai nguyên âm ghép lại với nhau. Ok, tạo thành một âm mới có 2/3 thôi. Nên là một là đang rót mò hay là đang coi lại notes. Ok, digraph nó khác nhau với plans như thế nào các bạn? Ok, nếu mà chúng ta nói là hai cái phụ âm hay hai cái nguyên âm nó đi chung với nhau thì nó too general, là tại vì nếu mà hai cái consonant nó đi chung với nhau nó có thể là vừa là digraph vừa là plan. Nó tạo ra một cái âm nào đó thì nó cũng có thể là vừa là digraph vừa là plan. Thì có cái gì nó distinguish giữa plan và digraph? Distinguish có nghĩa là đúng rồi, đây gì cậu, nó tạo ra thành một cái âm khác hẳn các bạn ha. Đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta hơi bị lẫn lộn khi mà chúng ta nói tới cái vấn đề digraph.
Là tại vì sao? Thường thường đó, khi mà ở trong từ điển người ta chỉ nói các bạn giống là digraph, có nghĩa là hai cái phụ âm hay là hai cái nguyên âm đi chung với nhau, nhưng mà họ không có nói rõ cái vấn đề digraph nó khác nhau với blend như thế nào. Chỉ có ở trong ngữ học thì người ta mới bắt buộc phân biệt ra cái vấn đề digraph nó như thế nào, có nghĩa là nó sẽ đem ra cho các bạn một cái âm hoàn toàn khác, còn nếu không nó sẽ không phải là digraph. Blend là gì? Từ từ chúng ta sẽ nói tới kem ha. Đừng có lo. Hà Cá nói cái phần này khi mà bạn vào trong kho tài liệu đó, Hà Cá sẽ đã đưa hết lên cho bạn rồi. Thì bạn sẽ từ từ Hà Cá sẽ nói qua cho. Nhưng mà Hà Cá còn có 4 phút ha. Ok, nói cho hết cái phần trên rồi Hà Cá chạy nha các bạn ha. Ok, ở trong đầu tiên chúng ta sẽ thấy letter C and letter H. Các bạn biết letter C nó có hai âm phải không? Letter C by itself. Ok, vừa nói về chạy. Letter C có hai âm by itself. Letter C only, thì nó có âm gì và âm gì? Âm S và âm K, exactly. Letter H nó có một âm của nó thôi, ok là H, alright. Thì khi mà C cộng với H, các bạn sẽ thấy trong điều này là chứ cho chúng ta một cái âm hoàn toàn mới, đó là âm ch. Âm ch trong những cái chữ như là chill hay là church, các bạn sẽ thấy nó không có phải là S hay là K, cũng không phải là H nữa, mà nó cho chúng ta một cái âm hoàn toàn mới, đó là lý do tại sao chúng ta gọi nó là digraph. Rồi, hiểu chưa? Ok, còn khi nào chúng ta nói là blend thì khi mà chúng ta có hai âm, chẳng hạn như âm B đọc là B, âm L đọc là L, đây là initial sound. Thì khi mà BL cộng vào với nhau, nó dẫn cho chúng ta cái blur, trong cái trường hợp như blue hoặc là black. Ok, a blur nó vẫn là âm blur đi chung với nhau, tuy rằng chúng ta đọc nó sát lại với nhau và đọc mau blur, black, nhưng mà các bạn thấy nó không cho chúng ta một cái âm mới, giống như là cái âm ch. Bây giờ các bạn hiểu chưa cái sự khác biệt giữa digraph và blends? Hiểu chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, giỏi 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 giỏi, được 3 người hiểu cũng là mừng rồi. Ok, các phải chạy các bạn ơi, thời gian các trễ rồi, các supposed to be there nãy giờ rồi mà các chưa ra khỏi nhà nữa. Anyway, các ơn các bạn rất là nhiều.